Tại trường tiểu học Xuân Thắng, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình trao học bổng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới 2024-2025. Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho các em học sinh là con của đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cũng đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách phòng tránh một số bệnh thường gặp ở trẻ, cấp phát miễn phí các loại thuốc thiết yếu và trao tặng 1.000 quyển tập cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia khám chữa bệnh. Tổng kinh phí cho các hoạt động trên trị giá hơn 27 triệu đồng, trong đó Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ tài trợ 15 triệu đồng, còn lại được trích từ nguồn vận động của Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai.